Daniil Medvedev đã có một trận đấu đầy nhọc nhằn tại vòng 3 Madrid Masters. Đối mặt với người đồng hương Alexander Shevchenko, hạt giống số 2 của giải bất ngờ có khởi đầu không thực sự như ý muốn khi để mất tới 2 game và bị dẫn trước tới 5-1. Dù rất nỗ lực để cứu hai set point và đòi lại được một break game ở game đấu thứ 8, nhưng Medvedev đã không thể cứu vãn tình hình và chịu thua 4-6 trong set đầu tiên. Vậy nhưng gió đã đổi chiều ở set đấu tiếp theo, Medvedev vung lên đầy mạnh mẽ để đòi lại hạt break và thắng 6-1, buộc trận đấu phải bước vào set đấu quyết định. Tại đây, hai tay vợt chơi ăn miếng trả miếng và liên tục bẻ game giao bóng của nhau. Thế nhưng đẳng cấp của cựu số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Khi Shevchenko có cơ hội để kết thúc trận đấu, Medvedev đã thắng một mạch 3 game để đi tới phần thắng chung cuộc 7 năm và tiến vào vòng 4.